cả quý vị một bài hát cổ điển classic của dòng nhạc Việt Nam, đó là bài Bên Bờ Đại Dương của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Hãy subscribe.
Tiếp là anh chúng tôi cũng nhận thấy có bên cạnh anh có anh Tâm Đỗ là cũng là ứng cử viên cho chức vụ nghị viên của thành phố Washington, ông Carlos Manzo cũng ra tranh cử nghị viên thành phố Washington, và các anh Jameson Powers anh cũng đang ra tranh cử. Và ngoài dưới kia chúng tôi có thấy anh Khải Đào, hôm nay anh Khải Đào không có phải bận rộn cầm máy đi quay phim mà ra đây đứng cách tham dự đại trợ diễn hành Tết trong vai trò cũng là ứng cử viên nghị viên thành phố Westminster. Và đặc biệt là một người cuối cùng, một người mà bao nhiêu năm nay cũng luôn luôn yểm trợ và sát cánh với diễn hành Tết, đại diện cho học khu Anaheim. Học khu Anaheim năm nào cũng phái 7 trường học để cùng đi diễn hành Tết, và năm nay đặc biệt là có Anaheim High School Marching Band rất là hùng hồn. Bà tên là bà Annie Mary Randall, và bà là hiện giờ đang là giữ chức vụ ủy viên học khu Anaheim Unified School District, và bà cũng đang ra tranh cử chức ủy viên thành phố Anaheim. Xin gửi lời cảm ơn cho anh Lý Quang Trần. Thank you all for the presence here to support the Vietnamese community. Have a good food and have a good time. Xin mời MC chúng ta. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, phần văn nghệ càng ngày càng sôi nổi hơn. Quý vị nghe anh phát biểu hát rồi lắp đến đây thì phải nghe đến anh Tạ Trung hát còn hay ngang ngửa quý vị nhé. Quý vị cứ coi ngày hôm nay như là chương trình của gia đình Big Family. Anh nghị viên Tài Đỗ cũng sẵn sàng một vài bài để hát cho quý vị nghe. Góc này cũng vậy, góc này cũng vậy. Quốc Thái sẽ lần lượt giới thiệu quý vị lên sân khấu. Nhưng bây giờ thưa quý vị, xin phép quý vị để cho Quốc Thái xin mời một tiếng hát. Đây là một trong những tiếng hát Quốc Thái rất là yêu quý. Khi anh ở Việt Nam thì anh là một người vũ sư, dạy những người học trò của anh về khiêu vũ. Khi anh qua Mỹ này, anh vẫn tiếp tục công việc đó, nhưng đi thêm một bước nữa, anh chuyển qua về ca hát và rất thành công về cái chương trình này cũng như tiết mục này. Hôm nay anh đến với tất cả mọi người để hát cho quý vị nghe. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ vũ sư Hoàng Sơn. Xin cảm ơn anh Quốc Thái rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị, hôm nay là một ngày lễ tri ân cho cái hội chợ ở diễn hành ở Garden Road năm 20. Xin chúc các ban tổ chức sẽ tổ chức
năm 2021 được thành công nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây mình sẽ xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương, bản mang tên Tình Đẹp Như Mơ. Xin được quý vị cùng nghe. Thank you.
và mang tên Điện Ngọc Sơn Lộ, xin được ở cùng mình. Thank you.